Xin chào các anh và các bác yêu thích những mẫu đồng hồ đeo tay cổ của Thụy Sĩ và còn được gọi với cái tên là những chiếc đồng hồ vintage cổ. Hôm nay đồng hồ Vang Vọng sẽ mang đến cho các bác một em Longines Conquest 3 sao, một phiên bản cao cấp của thương hiệu Longines. Nhắc đến thương hiệu Longines thì hầu như các bác sưu tầm hoặc là các bác đang đeo, đang chơi đều biết đến đây là một thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ. Một thương hiệu mà gắn liền với những cụm từ đó là Longines, thương hiệu đẳng cấp danh nhân. Hôm nay em sẽ mang đến cho các bác một chiếc Longines theo em nghĩ. Đây là một chiếc còn rất là đẹp, xứng đáng đối với những bác nào yêu thích thương hiệu Longines để sưu tầm. Em sẽ quay chậm sơ qua một chút để các bác có thể ngắm kỹ hơn tổng quan về chiếc đồng hồ Longines này. Rồi sau đó em sẽ đi trên sông để các bác có thể biết rõ hơn về thông số của em Longines Conquest 3 sao. Đây, tay khóa này, niềng này, phần mặt số này. Chiếc Longines Conquest này thì nó sở hữu một bộ size là 34mm không tính núm, rất là phù hợp đối với những bác nào mà thích đeo những phần mặt số nhẹ nhàng, phù hợp cho cả nam và cả nữ các bác ạ. Một thiết kế rất là tinh tế của thương hiệu Longines. Phần mặt số các bác nhìn đây, phần mặt số trải tia ánh bạc, mặt rất là thuần, và đây là một bộ mặt em phải nhận xét là nó còn nguyên zin và chưa vẽ nạ. Các bác có thể nhìn đây, em sẽ phóng to một chút để các bác tự chiêm ngưỡng phần mặt số này, logo Longines này, logo nổi đôi đồng hồ cát và đôi cánh, rất là tuyệt vời phải không các bác. Rồi, sở hữu một phần mặt số ánh bạc trải tia này, một phần mặt số ánh bạc trải tia, cọc số nổi vàng, kim vàng. Các bác nhìn đây, cọc số nổi vàng ở 4 mũi giờ thì thiết kế theo hình cọc mũi tên, rất là sắc nét. Với những cọc số nổi vàng mà được thiết kế hoàn toàn handmade bằng tay, thể hiện một sự tỉ mỉ cao đối với những chiếc đồng hồ cao cấp. Đây các bác nhìn này, phần cọc số rất là đẹp nha. Em sẽ soi chậm đây, các bác nhìn thấy phần cọc số chưa, nó nổi lên cực kỳ là thích mắt nhé, và rất là bắt sáng. Đây, đặc biệt là kết hợp với phần mặt số ánh bạc trải tia, khi em quay nhiều góc độ, ánh sáng nó sẽ phản chiếu tạo nên màu vàng rất là tươi của phần cọc và phần kim. Logo Longines này, chữ Conquest Automatic 3 sao được viết rất là đều nhau, mặt gần như là phải đéo ấy, là nó còn đẹp trên 95%. Thông số switch made đầy đủ, không thể thiếu được rồi. Các bác có thể nhìn đây, kim dây chạy rất là mượt mà nhá, rất là đẹp. Rồi, tiếp đến phần càng và phần niềng. Chiếc Longines Conquest mà các bác đang nhìn đây thì được cạp vàng các bác nhé. Các bác để ý cho em này, tính mức độ vàng, đúc là đầu tiên, cạp là thứ hai và bọc là thứ ba. Cạp vàng, được cạp một khối lượng vàng rất là dày, khoảng độ là em không nhầm thì là vàng 14 carat, nên là cho ánh màu vàng rất là tươi. Một phần núm zin thì không thể thiếu được rồi, các bác có thể nhìn đây, đây là núm zin đây, logo này, logo đôi cánh này và chữ tên thương hiệu Longines. Tay khóa, rồi em sẽ tháo sơ qua để các bác nhìn bên trong. Đây là một chiếc Longines thuộc dòng Conquest nhưng mà đời 3 sao, nên ở bên dưới có thêm một đấu logo cá chép này, chữ Longines Automatic và Waterbo. Vỏ này, chiếc Longines này thì vỏ được sản xuất tại Thụy Sĩ các bác nha. Vỏ được sản xuất tại Thụy Sĩ, các bác nhìn đây, đáy vỏ được thiết kế bằng thép không gỉ, hay các bác còn hay gọi đây là một thiết kế dermy. Rồi, rất là đẹp luôn, đáy rất là sáng nha. Tuy nó có xuất hiện một số vết tích của thời gian nhưng mà không đáng kể. Đặc biệt là phần đấu đúc vàng này rất là giá trị các bác ạ. Các bác có thể nhìn đây, ngay ở giữa phần tâm, chỗ logo con cá thì các bác có thể nhìn thấy vẫn còn nấm chấm những hạt cát vàng, chứng tỏ chiếc đấu này nó vẫn còn nguyên bản,
chưa qua spa các bác nhé, các bác yên tâm sử dụng. Rồi tiếp đến phần máy, em sẽ mở ra để các bác chiêm ngưỡng phần máy. Đây, đây là bộ máy em muốn giới thiệu đến các bác đây. Bộ đội máy Meta còn cực kỳ là đẹp, mà phải nói là đẹp trên 95%. Các bác có thể tự nhìn này, tự mình nhìn các đầu ốc này, xem đầu ốc nó còn đẹp hay không này. Búa cực kỳ là nhạy nhá, một bộ máy Meta. Bánh lăng này, bánh lăng bằng vàng các bác ạ. Máy 290 này và thông số đây. Các bác để ý kỹ xem thông số khi mình đi mua nhá. Đây, đây là thông số. Rồi, một bộ máy phải nói là cực kỳ là đẹp. 24GB Squid Longines. Phần búa cũng được triện logo Longines Automatic và các chiều xoay. Tim lăng cưa các bác nhé, một phiên bản đặc biệt tim lăng cưa, rất là đẹp luôn. Bộ máy còn long lanh, rất là sáng nha. Rồi, đến thiết kế của vỏ đây, các bác có thể nhìn đây. Thông số rất là đầy đủ đây. Longines cần quét, Squid Mate đây. Hoàn hảo cho một chiếc đồng hồ Longines cần quét đời 3 sao. Đầu cá chép rất là đẹp, càng nhìn càng mê. Rồi, quay tổng quan một lần nữa để các bác nhìn kỹ hơn về thiết kế của chiếc đồng hồ Longines cần quét 3 sao mà em đang giới thiệu cho các bác đây. Rất đẹp phải không ạ? Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác nhớ tiếp tục ấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những chiếc đồng hồ đeo tay cổ tiếp theo. Xin cảm ơn các bác.